Nếu bạn không ép bản thân, thì bạn sẽ không biết tiềm năng của mình lớn thế nào. Đây là một cuộc thi vật tay lớn của Hàn Quốc. Hai tuyển thủ đang gắng hết sức, bởi vì bọn họ biết, loại đối kháng sức mạnh này, chỉ cần hơi buông lỏng một chút, thì không chỉ thua cuộc thi, mà thậm chí cánh tay cũng có thể bị phế. Nam chính Seo Min ở Mỹ từng là quán quân vật tay của cuộc thi vật tay thế giới. Nhiều năm trước, vì tham gia đánh bạc, đánh người bị thương, nên bị khai trừ. Từ đó bị hủy tư cách tham gia cuộc thi. Hiện giờ lại rơi đến bước đường phải làm bảo vệ để kiếm sống. Nhưng anh rất không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một hôm, người bạn Jinki gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh về Hàn Quốc. Chỉ cần vào vòng chung kết cuộc thi vật tay Hàn Quốc, thì có thể lần nữa có được tư cách tham gia cuộc thi thế giới. Sau khi suy xét, anh quyết định về nước, bắt đầu lại lần nữa. Vừa ra sân bay, thì thấy Jinki lái xe đến đón anh. Trên xe, Jinki nói với Seo Min, anh tìm được địa chỉ của mẹ ruột Seo Min rồi. Hóa ra, lúc nhỏ Seo Min bị mẹ vứt bỏ. Sau đó được một đôi vợ chồng người Mỹ tốt bụng nhận nuôi. Mấy năm trước, bố mẹ nuôi cũng qua đời. Cho nên, Seo Min hiện giờ một thân một mình, không ai thân thích. Về khách sạn, Seo Min nhận được định vị Jinki gửi địa chỉ mẹ ruột cho anh. Hôm sau, Seo Min theo hướng dẫn đến cửa nhà, lại gặp được hai đứa trẻ, còn bị đứa bé coi là kẻ đòi nợ. Seo Min chỉ đành rời đi. Một tối, bọn họ tham gia một cuộc thi vật tay, bởi vì thực lực thật quá mạnh, liên tiếp thắng nhiều trận, chọc tức đại ca xã hội đen. Nhưng Seo Min vốn không để ý anh ta. Đại ca xã hội gọi đàn em bao vây bọn họ, nhưng đám tép diêu này vốn không phải là đối thủ của Seo Min. Chỉ thấy anh một đấm lại một đấm. Rõ ràng khí thế có thể dọa cho người ta ngã. Còn có một người thích giả vờ, cũng chịu không được mấy cú. Rất nhanh có cảnh sát đến. Seo Min với Jinki bị đưa đến đồn cảnh sát. Bởi vì không có thẻ chứng minh Hàn Quốc, Seo Min sẽ phải bị đưa về lại Mỹ. Chính vào lúc này, một người phụ nữ mang theo hai đứa bé đến. Cô tự xưng là em gái Seo Min, So Jin, còn mang đến hình chụp chung của Seo Min với mẹ. Seo Min cũng từ đó mới biết mẹ năm ngoái bị mắc bệnh ung thư mà qua đời. Tuy trong lòng vẫn còn oán giận mẹ, nhưng nghe tin này, trong lòng vẫn rất khó chịu. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, cảnh sát thả bọn họ ra. Seo Min theo So Jin về nhà. Hôm sau, cậu bé vội đi nhà vệ sinh, nhưng cửa nhà vệ sinh bị kẹt, không mở ra được. Seo Min đi đến giúp. Nhanh đi đi, anh còn làm hamburger cho hai đứa bé, đưa chúng ra ngoài ăn. Gặp phải kẻ đòi nợ đến nhà, còn đuổi bọn chúng đi. Hai đứa bé cũng rất thích người cậu lớn lại tốt này. Quan hệ của Seo Min với So Jin cũng từ ngại ngùng xa lạ dần trở nên dịu lại. Trong phòng cũng trở nên gọn gàng, càng trở nên giống một cái nhà hơn. Nhiều năm như thế, đây là lần đầu Seo Min cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Jinki lén liên hệ với đàn anh đài truyền hình của mình, để Seo Min đến Busan để thi đấu với người hạng nhất nghề vật tay hiện tại. Chỉ cần thắng rồi, thì đài truyền hình sẽ đưa tin chuyên đề. Như thế có thể tăng độ nổi tiếng của Seo Min. Đám người bọn họ lái xe đến Busan. Trên bãi cát đang tiến hành một cuộc thi vật tay hữu nghị. Nhà tài trợ mời Khang Bảo đến làm khách mời. Anh là người đứng đầu vật tay Hàn Quốc hiện tại. Seo Min được sắp xếp thi với anh. Cuộc thi bắt đầu. Hai người cân sức cân tài, không khác biệt lắm. Lúc này, phóng viên đã sắp xếp từ trước quay bọn họ. Cuối cùng, Seo Min giành được thắng lợi. Sau đó, đài truyền hình thay Seo Min làm phỏng vấn chuyên đề. Danh tiếng của Seo Min được nâng lên. Một hôm, Seo Min đưa đám trẻ đi học. Vì bị bạn học chê cười, Seo Min với cô bé hẹn nhau, nhất định sẽ lấy được quán quân thế giới để cô bé kiêu ngạo. Đây chắc là cái móc tay dễ thương nhất. Đến tối về nhà, Seo Min từ trong miệng cậu bé biết được, hóa ra mẹ luôn viết thư cho mình thông qua máy tính. Seo Min từ trong thư mẹ biết được một chuyện, hóa ra So Jin không phải là em ruột của mình. Lúc đó cô một mình mang theo hai đứa bé. Mẹ thấy cô đáng thương liền nhận họ. Sau đó thời gian ở chung càng lúc càng dài, cũng khiến họ càng giống người thân, quan tâm chăm sóc nhau. Seo Min phát hiện sự thật, rất tức giận. Anh vừa cho rằng mình có người thân, lại phát hiện tất cả hóa ra lại là giả. Hôm sau đến trước mộ mẹ, Seo Min chất vấn So Jin, hỏi cô vì sao lại lừa mình. So Jin xin lỗi anh, nói mình không phải thật lòng muốn làm như thế, chỉ là trong lòng cô, từ lâu đã xem Seo Min là người thân. Seo Min nhất thời không biết đối diện như thế nào, nên lựa chọn rời đi. Vì để chuẩn bị cho cuộc thi vật tay, Seo Min tăng cường huấn luyện, một tay kéo xe, nâng tạ tay không ngừng tăng độ nặng. Đại ca xã hội đen vì báo thù Seo Min, tìm đến người vật tay mạnh nhất Punch. Hai năm trước, anh ta vì dùng chất cấm nên bị bắt vào tù. Nhưng trong tù anh ta vẫn kiên trì huấn luyện. Hơn nữa anh ta còn có một thói quen, thích bẻ gãy cánh tay đối thủ. Rất nhanh, cuộc thi bắt đầu. Jinki tìm Seo Min, đưa cho anh một báo cáo phân tích các tuyển thủ khác. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Tuyển thủ tiến hành bước vào vòng đấu 1 vs 1. 8 người còn lại cuối cùng thì sẽ cùng tranh giải quán quân. Seo Min một đường vượt quan trảm tướng, thắng mấy vòng trước, đến vòng tứ kết, đối diện với đối thủ mạnh, tiếp tục thế như trẻ che giành được thắng lợi. Nhưng tay Seo Min lại bị vặn bị thương rồi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi tiếp theo. Trong giải bán kết, đối thủ lại là quán quân cuộc thi năm ngoái. Vừa bắt đầu, hai tuyển thủ là bị tuột tay, chỉ có thể mang dây đai buộc tay lại. Nhưng sức mạnh của hai người quá mạnh, dây đai cũng bị đứt luôn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Sau khi buộc dây lần nữa, hai người tiếp tục cạnh tranh.
Cuối cùng, Seung-min vẫn dựa vào nghị lực để thắng được ván này, tiến vào chung kết. Sau đó, đối thủ anh phải đối diện là Punch hung tàn. Thắng mỗi trận, Punch đều tàn nhẫn làm bị thương đối thủ. Bên này, đại ca xã hội đen tìm Jin-ki, nói với anh, chỉ cần Seung-min cố ý thua cuộc thi chung kết thì có thể có được một khoản tiền cao gấp 2 lần tiền thưởng. Jin-ki do dự nhưng vẫn đồng ý. Anh tìm Seung-min đang nghỉ ngơi ở hậu đài, nói chuyện này với anh. Seung-min sau khi nghe xong thì rất phẫn nộ, nói đây là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh bản thân. Anh không muốn ngây ngẩn trải qua cả đời. Hơn nữa anh còn đồng ý với con bé con, muốn thắng được giải quán quân để con bé được kiêu ngạo. Anh bảo Jin-ki trả lại tiền. Jin-ki cuối cùng cũng hiểu được lý tưởng của Seung-min. Anh tìm đại ca xã hội đen, muốn trả tiền lại, lại bị đánh cho một trận. May mà Seung-min đến kịp, cứu anh ra. So-jin với đám trẻ đến hiện trường, bọn họ muốn làm người nhà để ủng hộ cho Seung-min. Cuối cùng, đến vòng chung kết, Punch vừa lên liền cố ý trượt tay, làm bị thương Seung-min. Sau khi buộc dây đai lên, cuộc thi tiếp tục, hai người ngang sức ngang tài, luôn giằng co, ai cũng không thể chiếm chút ưu thế. Nhưng vì tay Seung-min bị thương, nên dần thất thế. Chính vào lúc anh không kiên trì nổi nữa, thì anh nhìn thấy So-jin với đám trẻ ở dưới đài cổ vũ cho mình. Những đoạn ký ức từng trải qua trong đoạn thời gian này phút chốc hiện ra trước mắt anh. Anh biết mình đã không còn một thân một mình nữa, mình có người nhà. Sự ủng hộ, cổ vũ của họ chính là động lực lớn nhất để bản thân kiên trì tiếp. Anh muốn vì bản thân, vì họ thắng cuộc thi này. Ý chí quyết đấu của anh bùng nổ, dùng hết sức, từng chút bẻ ngược lại, cơ bắp cũng sắp nổ tung. Sau đó, Seung-min hét một tiếng, thuận thế bẻ qua, đè tay Punch ở phía dưới. Anh thắng rồi, giành được thắng lợi cuối cùng. Khán giả hoan hô, trên bục nhận giải, anh cuối cùng ôm lấy người nhà. Khi bạn gặp phải khó khăn, hy vọng bạn vẫn có thể nhớ đến người nhà ở bên cạnh. Bọn họ thực ra luôn ở phía sau bạn, âm thầm ủng hộ bạn. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.